cô ta vẫn nằm mê man, không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Cô ta bị mất máu nhiều quá. Nghe bác sĩ nói cô ta sắp tỉnh lại rồi đó. À, anh Lâm tới kìa. Chào anh. Chào anh. Chất giả cho các anh quá. Các anh có đói không? Tôi có mua hai ổ bánh mì nè, ăn đi cho đỡ đói. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Dạ, thì tình là tụi em cũng khoái món này lắm á. Ờ, thôi kiếm chỗ nghỉ đi, để tôi trực thai cho. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Thôi thì em đi nha. Chào anh. Vậy nè, em làm không được. Thì cứ từ từ, em sẽ làm được mà. Vậy chừng nào anh hiếp em hứa sáo là anh tới liền nha. Ừ, anh sẽ tới liền. Anh luôn ở bên mấy ba mà. Bé ba, anh đã không giữ được lời hứa ở bên cạnh em để bảo vệ cho em. Bây giờ em đã về bên anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Em khác quá. May mà em còn giữ sợi dây chuyền kỷ niệm này. Dưới đó thì anh sẽ an tâm hơn. Thank you.
nhanh lên Hữu, em đi ra đợi chúng ta đó. Dạ. Đang cháy đâu đó, đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Dạ. Có bộ đèn này bà. Ừ, nhanh lên, nhanh lên. Mẹ hình như có cháy thì mẹ đi rồi mẹ. Ừ. Chết đường vậy? Alo. Tôi nghe đây. Có một đồng chí của chúng ta đã bị trúng đạn. Đề nghị mọi người cảnh giác. Anh nói sao? Bị bắn khu vực nào? Anh ta bị bắn ngay cầu thang bộ tầng 1. Alo. Anh bị sao vậy? Alo. Chuyện rồi, mấy anh coi chừng giùm tôi, gọi người hỗ trợ gấp. Đó. Alo, đề nghị tăng cường hỗ trợ gấp, bên đây xảy ra chuyện rồi. Sao vậy anh? Mình à, bình tĩnh đi. Không biết tình hình bên đó sao rồi, tự nhiên tôi thấy lo quá. Lo cũng chẳng được gì, nhiệm vụ của mình là phải đảm bảo an toàn cho cô ta. Mời anh đứng lại. Chào các anh, đây là giấy chuyện bệnh nhân cho phòng bệnh. Có thấy ai bắn không? Dạ, em cũng không biết nữa. Có người bắn lén tụi em, anh nên cẩn thận. Em nghĩ là hành động lần này nhắm vào em gái của anh đó.
Cô vào chăm sóc vết thương cho nãy giùm tôi. Dạ. Sức bình tĩnh. Dạ. Trời ơi, trẻ gì mà chết ủ quá. Chết trẻ, tội nghiệp quá. Thiệt tình. Thank you.
Tuyên, Tài Ly có động tĩnh gì chưa? Chưa có gì hết anh ba ơi. Hôm nay là ngày hạn chót của nó. Thằng Tài Ly này vẫn cố gặm cái vali đó hả? Thằng chó này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Anh ba, em có ý này. Mình bắt cóc thằng Tài Ly, mình bắt nó khai ra. Lúc đó không những mình có 2 triệu đô la mà cả bí mật trong cái vali đó cũng thuộc về mình. Tao đã tính tới trường hợp này rồi, nhưng ngay thời điểm này thì chưa phù hợp đâu. Nếu như bắt cóc nó thì tụi đàn em nó sẽ kéo tới đây quậy mình. Đâu có sao đâu anh. Khi mình bắt cóc nó, mình tra tấn, sau khi mình có được mật khẩu á, mình khử luôn. Lúc đó ai biết chuyện gì xảy ra. Thằng Tài Lì mà chết á, bằng nhóm của tụi nó cũng tan rã luôn. Thằng Hải Sơn bị chèo hốt, chẳng còn nào dám đứng lên để trả thù hết. Mày nói nghe được đó, nhưng mà tao nói rồi, thời điểm này chưa thích hợp đâu. Ai cũng biết cái vali đang bị nhiều băng nhóm tranh chấp. Nếu mà khử nó thì tụi chèo nghi ngờ mình liền. Tạm thời để yên đi. Em á thì nghĩ ngược lại. Giờ thằng bóng ma đang bị truy lùng, nó khó mà thoát được. Bây giờ mình khử thằng Tài Lì, đổ lỗi cho nó là hay nhất. Giống như vụ thằng Nhật Thiên vậy đó. Hay, uống đi. Cảm ơn anh ba. Nếu như mình khử thằng Tài Lì rồi đổ lỗi cho bóng ma, rồi bóng ma thì bị thằng khác khử, càng tốt. Lúc đó mọi chuyện sẽ chìm xuồng. Em Ly, cố lên, chúng ta sắp thoát rồi. Quỳnh Hữu, đừng chống cự. Em Ly nói gì? Nói anh Vinh đừng chống cự cảnh sát. Em Ly nói gì vậy? Em Ly nói á, nếu cần phải cảnh sát, chúng ta đừng nên chống cự, nếu không sẽ gây sát thương đó anh. Quỳnh Hữu, dạ, đi chào Em Ly nha. Dạ. Mọi chuyện sao rồi anh? Bọn họ thoát rồi anh Lâm. Tức thật, trong lúc em đang tìm bóng ma thì hắn lại tới đó cướp eo Ly. Nếu mà thằng Hữu chịu hợp tác thì tốt rồi. Eo Ly sao rồi Bình Hữu? Eo Ly ngủ rồi anh, nhưng cô có vẻ vẫn còn mệt mỏi lắm. Anh kiếm chỗ nào cho Eo Ly nghỉ ngơi đi, chứ đi như vậy cô ấy chịu không nổi đâu. Thì anh cũng đang suy nghĩ đây, nhưng mà chỉ biết là chỗ nào. Anh không còn chỗ nào bí mật sao? À, nhớ rồi, hình như là chỗ đó chưa bị phát hiện. Là chỗ nào anh? Căn nhà quan của bác Tám đó. Công an đã vô nhưng mà chưa phát hiện ra tụi anh. Bây giờ mình về đó đi. Dạ.
cái thằng dám đi giúp Úng Ma làm gì? Lẽ ra em phải còng chân nó từ ban đầu mới đúng. Lúc đó anh cũng chưa nhận ra là Hữu đâu. Anh chỉ thấy ánh mắt của Hữu quen quen. Vì lúc đó quá lo lắng cho Ellie cho nên là không kịp ngăn chặn để hỏi. Nào ngờ đó đâu phải lỗi của anh. Tại thằng Hữu này nó bướng quá. Em đã tác động nó nhiều lần để khai ra chỗ ở của bóng ma, nhưng nó nhất quyết không khai. Thôi bỏ đi. Đúng ra anh cũng có thể đuổi theo Ellie, nhưng mà màn hình đã bị hư rồi. Vừa lại thấy công an quá chừng rồi. Dạ không, nãy con không có thấy. Vậy là chúng ta mất dấu vết của họ hả anh? Cũng may là ngồi trong đây nha. Cũng may là chút tay nha. Bắt nó đi thì mừng lắm. Vậy bây giờ còn có ai nữa đâu chứ? Anh chỉ lo là sức khỏe của Ellie nó vẫn chưa bình phục. Vậy bây giờ chúng ta tập trung khai thác cô ta, xem có thông tin gì mới không. Vậy cô ta có làm hại ai không? Hồi nãy khổ tông vô cái anh tôi ngồi đây trước nè. Anh đang kiểm tra rồi, về sau nghe. Chào anh. Dạ. Anh đi nghe. Dạ. Xin cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Không có chi. Các anh nhớ ghi rõ tất cả những thông tin thu thập được ở đây. Để tôi dìu cô nha. Anh cứ để em tự xuống được không? Cô còn mệt mà. Để tôi dìu cô nha. Đó, cô đang mệt mà, đừng có cố như vậy. Em tự lo được rồi. Cẩn thận, đã nói là để tôi dìu cho mà. Trời ơi, mệt hai người quá. Nơi công cộng mà còn như vậy nữa. Nhanh nhanh đi, còn trả tiền cho người ta nữa nè. Gửi tiền cho anh ấy đi. Dạ. Bao nhiêu vậy anh? Dạ 430. Dạ khỏi thôi nha. Cảm ơn anh. Để tôi dìu cho. Có gì đâu mà nhìn anh. Thông cảm. Họ là vợ chồng son mới cưới á. Bởi vậy còn mặn nồng lắm. Tôi là em trai của ổng nè. Trời ơi, tôi đi còn nhức đầu nữa. Vậy ha anh. Thôi vậy em đi nha. Dạ. Cảm ơn anh. Cố chịu đựng nha anh. Quỳnh Hữu này, nhưng mà tôi mong sao đó là sự thật. Có gì vậy anh? Không, kiến cắn anh. Trời ơi, đúng là vợ chồng son. Để tôi đỡ cô nằm xuống. Cô có mệt lắm không? Không. Anh nằm nãy giờ làm sao mà mệt được. Xin lỗi cô nha. Cô đang bị như vậy mà tôi còn bắt cô trốn viện. Anh đừng nói như vậy. Anh đã mạo hiểm cứu em. Em còn chưa cảm ơn anh nữa mà. Sao anh nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì hả? Không có gì. Tại vì tôi thấy hơi khác chút xíu thôi. Anh thật là Tại vì tôi thấy cô xưng em với tôi. Anh đúng là không thay đổi gì hết. Anh Vinh nè, anh đừng gọi em bằng cô nữa. Gọi em bằng em đi. Ellie, em mệt rồi đó. Em nghỉ chút xíu đi. Em nghỉ chút nha.
Anh yêu cô ta rồi hả? Anh làm cái gì vậy? Nó nhỏ thôi. Xém tí nữa là em tiêu luôn rồi. Anh bịt miệng thôi, bịt mũi em làm cái gì vậy? Tính khử bịt đầu mối hả? À, xin lỗi nghe. Nó nhỏ thôi không sợ lộ à? Ờ, chứ không nè, phải. Từ nay á, đùa kiểu khác nghe chưa? Có diễn cũng vừa vừa thôi chứ, mình đâu phải là diễn viên. Đã diễn á thì phải diễn cho tới anh, chứ không thôi ta nghi ngờ rồi biết được nữa. Cái này á là chị em dạy em đó. Gì? Chị Hữu làm hình sự bên ngành cảnh sát mà, có phải làm diễn viên đâu. Là công an á là phải biết diễn. Dĩ nhiên á là họ tự biết diễn rồi. Chị em nói á, nhiều khi là cảnh sát phải cải trang xâm nhập một đường dây nào đó, bắt buộc là người đó phải nhập gia thực tốt. Nếu mà bị phát hiện ra hả, em cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà anh tính ở đây bao lâu? Anh cũng chưa biết nữa. Cứ đợi xem có động tĩnh gì rồi mình tính tiếp. À Hữu nè, vết thương của em sao rồi? À, ổn rồi anh. Chuyện nhỏ, đi với anh riết mấy cái vết thương này cứ như là mũi chích đấy. Em hay thiệt đó, em lúc nào cũng lạc quan. Sống là phải lạc quan chứ, không lạc quan á là mệt à. Không biết bây giờ bé Hiền chị Thu sao nữa. Nhắc bé Hiền em mới nhớ, vừa rồi gặp chị Thu, chưa kịp nói chuyện gì về của anh á thì đã xảy ra chuyện. Không biết á, chị Thu và bé Hiền có gặp chuyện gì không? Anh có nói chị Thu về bé Hiền, tạm thời lánh đi chỗ khác, đợi cho tình hình yên ổn rồi quay trở lại nhà. Vậy chị Thu cũng biết anh là bóng ma rồi hả? Không, anh không chắc điều đó. Nhưng chuyện anh là bóng ma có lẽ nhiều người biết được. Chỉ có điều anh ngại nhất là Mina. Ai vậy anh? Chẳng lẽ anh định nói? Phải, kẻ biết rõ anh. Có đứa nào ở đó không? Ra mở cửa đi. Dạ. Chào chú. Ông kiếm ai vậy? Chú cho hết thăm. Có phải ở đây là nhà của ông Thăng không? Đúng. Có gì không ông dạ? À, ông Tài Lì á, ông nhờ tôi á đem món quà này á để trao cho ông Thăng. Chú vui lòng cho tôi vào trọng. Đưa đây tôi ký cho. Không được, Tài Lì dặn tôi á phải giao tận tay ông Thăng, mà phải có chữ ký ông Thăng mới được. Chú thông cảm. Rắc rối quá, ai kiếm không được. Chú thông cảm, tại Tài Lì dặn tôi phải làm theo. Nếu mà ông Thăng không có ở nhà thì để hôm khác tôi giao vậy. Khoan đã. Hả? Đợi chút đi. Cảm ơn chú. Anh ba, Tài Lì cho người mang quà tới gửi cho anh. Sao mày không lấy luôn? Người ta nói là phải ký nhận nữa. Ra cho nó vô. Dạ. Sao rồi chú?
Anh ba ở trong nhà, ông mang quà vô đi. Cảm ơn chú nhiều nha. À, nhờ chú giữ xe giùm tôi nha. Cái xe này có cho cũng không ai thèm lấy nữa. Chú thông cảm, nó là cần câu của tôi đó. Cảm phiền nha. Tại sao thằng Tài Lì lại tặng quà cho tao? Em cũng không biết nữa anh ba. Chào ông. Xin lỗi, ở đây ai tên ba Thắng? Là tôi đây. Mời ông nhận hàng và ký nhận giùm. À, để em. Cái gì đây? Râu hùm hả? Cái ba Ly đâu? Nó ở trên kia. Hả? À, tao không có khái niệm trên kia. Ở đâu? Ở trong phòng của tôi. Xin hãy tha cho tôi mà. Đi. Nè, mày mà giở trò tao bắn nát ốc. Đi. Mẹ nó nãy giờ mới tin nhất. Mẹ, mấy thằng đàn em đâu hết rồi? Đi. Ủa, tụi mày có nghe gì không? Tiếng này là giống tiếng của anh bà quá. Ừ, giống tiếng của anh ba đó. Mày xuống coi có chuyện gì không? Mày tính đánh động cho đàn em mày biết hả? Mày mà giở trò tao bắn mày bể mỏ. Có chuyện gì vậy hả? Có súng kìa. Chạy mày ơi. Sao mà nó dám làm cái chuyện dại dột động trời vậy không biết nữa. Mẹ à, mẹ đừng có buồn nữa, rồi nó cũng sẽ về nhà thôi mà. Về sao được mà về? Bắt cóc người ta rồi bỏ trốn làm sao mà về nhà được nữa chứ. Trời ơi, Hữu ơi là Hữu, tại sao mà con có gan làm cái chuyện tày trời đó vậy hả Hữu? Mẹ ơi, con làm cái chuyện đó là phạm pháp không vậy con? Mẹ đừng có lo lắng quá, con tin là em nó sẽ bình an vô sự về nhà thôi. Tại sao lại dại dột làm cái chuyện đó? Mày không ngờ là tại sao nó dám giúp cái tên tội phạm làm cái chuyện đó được. Hữu ơi, Bạch Thắng, mày đâu rồi? Mày định trốn hả? Thank you.
may là tao đề phòng, nếu không thì chết tay của mày rồi. Có gì mày ngạc nhiên dữ vậy? Tao chỉ mặc áo giáp chống đạn thôi mà. Vào hang cọp thì phải chuẩn bị kỹ chứ. Đúng ra thì mày phải bắn vô đầu tao mới đúng. Chắc mày tiếc lắm hả? Mày định bắn tao bị thương rồi moi thông tin mã số chứ gì? Mày nằm mơ rồi đó. Ông tha cho tôi đi. Mẹ mày. Giờ này mà mày còn gian xin tha cho mày nữa. Được, tao sẽ tha cho mày nếu mày chịu khai ra. Cái vali ở đâu? Cái vali? Vali? Mày không còn sự lựa chọn đâu. Cái vali ở dưới đầu giường. Mày mà gạt tao á thì đừng có trách tao nghe chưa. Ông đã có nó rồi, xin tha cho tôi đi. Mày nghĩ vậy à? Đúng ra đó, mày biết trước sau gì cũng chết. Mày phải xin chết sớm hơn để khỏi đau đớn mới phải chứ. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Vĩnh biệt. Khốn nạn thằng bóng ma. Mẹ thằng bóng ma, tao sẽ giết mày. Không sao đâu mẹ. Ba đừng khóc nữa. Ba mới tới hả ba? Ừ, nhận được điện con là ba tới liền. Ba đừng lo, thằng Hữu là con tôi, nó giống tính tôi, tôi biết mà. Ba đừng lo nữa. Chỉ vì nó giống ông nên tôi mới lo đó. Ông có biết là ông vô tâm lắm hay không vậy hả? Suốt ngày á, ông chỉ nghĩ tới mỗi cái chuyện của ông làm, xong rồi á chơi cờ. Thằng Quỳnh Hữu nó nằm trong bệnh viện, ông cũng chịu vô thăm nó. Phải chi mà ông giúp tôi đó, quản lý nó một chút xíu, chăm sóc phụ tôi, thì đâu có chuyện này xảy ra phải hay không? Mẹ à, mọi chuyện đâu có liên quan tới ba đâu. Còn con nữa, con còn dám nói với mẹ như vậy hả? Tại sao con dối gạt mẹ chứ hả? Tại sao con dối gạt mẹ thông đồng với nó? Thật ra là nó bị người ta bắn mà, chứ không có chuyện gì vô tình ở đây mà bị đạn lạc hết trơn á. Con biết không, con làm như vậy là con vô tình, con hại em không vậy? Nếu mà biết rõ mọi chuyện như vậy là mẹ đã giám sát nó kỹ lưỡng rồi, chứ không có để chuyện xảy ra với nó đâu. Bây giờ không phải lúc để đổ lỗi cho nhau. Đúng là tôi có lỗi trong chuyện này, nhưng mà phải tìm cách kêu nó về chứ, chứ không phải ngồi đây để mắng nhau. Em lo quá, không biết mẹ em sẽ ra sao khi biết em làm những chuyện như vậy. Hữu à, hay là em về nhà đi. Anh sợ ba mẹ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở đây có anh lo rồi. Sao được chứ anh, mẹ em dù sao cũng còn có chị với lại ba em lo rồi. Anh đừng lo quá, em sẽ ở lại với anh cho tới khi nào có khỏe. Những lúc này anh mới cần em nhất. Không lẽ em lại bỏ một mình sao? Cảm ơn em. Cũng may mà có em trong lúc này. À, còn cái vali thì sao rồi anh? Yên tâm đi, không ai tìm được nó đâu. Anh giấu nó rất kỹ. Với lại anh đã làm giả mấy cái phòng trường hợp tụi nó tìm ra.
Còn ba Thăng thì sao? Kể biết rõ anh Nhất đó. Cũng vậy thôi. Ba Thăng hiểu rõ tính cách của anh, hiểu cách làm việc của anh. Thì ngược lại, anh cũng biết hắn nghĩ gì và sẽ làm gì. Cho dù hắn có tìm ra chiếc vali đó, cũng chỉ là chiếc vali giả mà thôi. Vậy là tốt rồi, tạm thời nó sẽ không bị tụi giang hồ biết. Cũng mệt mỏi thiệt, vì nó mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra với mình. Đúng là không có chuyện gì dễ dàng hết, cái gì cũng có hai mặt của nó. Hữu à, anh xin lỗi vì nó mà làm liên lụy tới em. Tới Bác Tám, tới Bé Hiền và chị Thu, và tất cả mọi người. Anh đừng có lo chuyện này. Em đã nói rồi, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu không nhờ đến chiếc vali đó, anh có quen được Ellie không? Nếu sau này hai người mà nên chuyện á, không chừng hai người phải cảm ơn cái vali đó đó. Ai nói? Chết mày. Anh Vinh, anh Hữu. Hả? Ellie. Ellie, em không sao chứ? Sao lại gọi tụi anh? Em không sao. Em có chuyện muốn nói với hai người. Có chuyện gì vậy em? Hai anh có nhớ anh công an vẫn hay truy lùng chúng ta không? Em muốn biết tên của ảnh. Anh nhớ, nhưng mà tên thì anh không biết. Tại sao em lại hỏi như vậy? Em biết tên anh ta. Anh ta tên là Hùng Lâm. Hùng Lâm hả? Tại vì anh ấy là anh trai của em. Ellie, em nói cái gì? Hùng Lâm chính là anh trai của em? Ừ. Em không lầm đó chứ? Em không lầm. Sợi dây chuyền này và vết sẹo trên người anh ấy đã nói lên tất cả. Nhìn. Cái gì đây? Chiếc định vị. Chiếc định vị. Quỳnh Hữu, không lẽ chúng ta bị lộ rồi à? Cũng có thể vậy. Nhưng ai là người gắn con chip này lên đây? Em không biết, nhưng có thể là anh trai của em. Anh Lâm anh sợ Ellie chạy trốn ảnh, hay là một lý do gì đó rời xa ảnh, nên ảnh đi gắn con chip này để theo dõi dấu vết Ellie. Nè anh, nếu vậy thì chúng ta phải tìm chỗ ở khác ngay thôi. Khoan đã, em nghĩ là chúng ta chưa bị lộ đâu. Để em ra ngoài xem xét tình hình đã. Đừng lo quá, anh ấy là anh trai của em, anh ấy sẽ không làm hại anh đâu. Ellie, đó không phải là điều mà anh phải lo lắng. Mà anh lo lắng nhất, nếu chẳng may bị bắt thì chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa. Điều em muốn nói cũng là điều đó. Bên ngoài sao rồi Hữu? Em đã quan sát rồi, không có động tĩnh gì cả. Chúng ta chưa bị lộ đâu anh. Tại sao em chắc như vậy chứ? Nếu chúng ta bị phát hiện á, thì công an đã ập vô đây bắt chúng ta rồi. Đâu có để chúng ta thảnh thơi như vậy đâu. Nếu vậy chúng ta phải tìm chỗ ở khác thôi. Chỗ này lần trước đã bị lộ rồi. Anh Vinh, em nghĩ chúng ta nên trao trả lại chiếc vali cho công an. Như vậy là chúng ta lấy công chuộc tội. Em tin là pháp luật của Việt Nam có sự khoan hồng. Rồi sau đó
chúng ta sẽ bỏ đi một nơi thật xa và làm lại từ đầu. Em đi đâu vậy? Anh Lâm, em đi thăm mấy anh em bị bắn bị thương. Họ đang nằm phòng nào vậy? Họ được chuyển vào phòng hậu phẫu hết rồi. Anh cũng mới vừa thăm họ về, cũng không có gì nặng lắm. Tạm thời cứ để cho họ nghỉ ngơi đi, rồi thăm sau cũng được. Thủ trưởng có tới không anh? Có. Thủ trưởng vừa về rồi. Anh cũng đang muốn gặp thủ trưởng để bàn một số kế hoạch. Em có đi với anh không? Dạ có. Em cũng có kế hoạch định bàn với anh. Nhưng nếu có thủ trưởng thì gặp thủ trưởng bàn luôn. Để coi kế hoạch của chúng ta có trùng nhau không. Em gọi đi. Anh nói thử xem. Kế hoạch của anh liên quan tới Quỳnh Hữu. Của em cũng vậy. Và nghe lén. Vậy là đúng rồi. Anh định không nhờ em, chỉ sợ Quỳnh Hữu không chịu nghe máy sẽ bể kế hoạch của mình. Nếu anh gọi, chưa chắc nó đã chịu nghe máy đâu. Sau lần vừa rồi, chắc chắn bóng ma sẽ nhắc nhở nó và nói nó không nghe máy. Vậy theo em, có thể nhờ ai gọi mà Hữu chịu nghe máy? Có một người. Anh nghĩ sao về lời đề nghị của Eo Ly? Anh cũng chưa biết nữa. Nó đột ngột và bất ngờ quá. Em thấy lời đề nghị của chị Eo Ly cũng là hợp lý đó. Em cũng nghĩ vậy à? Vậy em nghĩ cũng đến lúc anh thay đổi rồi. Anh cũng không thể nào làm như vậy hoài được. Rồi cũng sẽ có một ngày anh bị phát hiện, rồi sẽ liên lụy tới người thân của anh, như bé Hiền nè. Hay em xin lỗi, đó cũng chỉ là ý tốt của em thôi. Em muốn tốt cho anh và những người xung quanh anh. Anh đừng giận em nha. Làm sao mà anh giận em được? Anh cảm ơn em còn không hết nữa. Hữu à, điều đó anh cũng đã từng nghĩ tới. Chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ không còn đi ăn cướp nữa. Nhưng ngày đó là ngày nào anh vẫn chưa xác định được. Nhưng có lẽ như em nói, đã đến thời điểm anh phải nghỉ. Chị Eo Ly mà nghe được, chắc chị sẽ vui lắm. Cả bé Hiền và chị Thu nữa. Chiếc vali không phải của Rico đâu. Anh không rảnh hả? Không có gì gì làm hay sao? Suốt ngày đi dành cái vali với tôi vậy. Cũng giống như cô thôi. Bóng ma là của tao. Nè anh kia, sao lúc nào cũng bám theo tôi như cái đuôi vậy hả? Cô bị bắt vì có liên quan tới cái chết của Nhật Thiên. Người đã chết không liên quan gì đến tôi. Tôi muốn hỏi cô một số chuyện có liên quan tới cái chết của Nhật Thiên thôi. Và tôi cũng biết là cô đang bị người ta truy sát, và chúng tôi cũng muốn bảo vệ cho cô.
Ba. Mẹ ba. Nào mà ăn hiếp em á thì em hứa sáu lần tới liền à. Dạ, chừng nào ăn hiếp em hứa sáu là anh tới liền nha. Ừ, anh sẽ tới liền, anh luôn ở bên bé ba mà. Em gọi, để em ra xa nghe cho chắc ăn. Không cần đâu, nếu em ra ngoài phải đi xa lắm. Mẹ em đang lo lắng. Không sao đâu, nghe điện thoại đi. Dạ em cũng nghĩ vậy. Chắc là mẹ em cũng đang ở nhà lo lắng cho em nữa. Ra nghe điện thoại đi, không thể lỡ cuộc gọi đó. Dạ. Alo, con nghe nè mẹ. Dạ, dạ, con Hữu đây. Quỳnh Hữu hả con? Con đang ở đâu vậy? Tại sao con không báo cho mẹ biết để mẹ khỏi lo lắng chứ? Con đang ở đâu vậy con? Dạ con ở nhà bạn mẹ. Con xin lỗi mẹ, con đi mà không nói cho mẹ biết. Con à, con đi đâu thì cũng phải báo cho mẹ biết chứ. Con đang bị thương mà, con biết không vậy? Bây giờ con đang ở đâu á, con nói cho mẹ biết đi để mẹ đưa con về. Dạ con đang có chút chuyện, chưa về được đâu mẹ ơi. Thôi mẹ cứ an tâm đi, xong việc là con về ngay. À, nhờ mẹ nhắn tin dì Hằng á, là một chuyện vẫn ổn nha. Con chào mẹ. Vậy là được rồi. Nó cúp máy rồi, nó không có để cho mẹ kịp nói năng gì hết trơn á. Cái thằng thiệt tình á. Mà mẹ cũng đừng có lo quá, nó chịu gọi về là mình cũng yên tâm rồi. Mọi việc còn lại tụi con lo cho. Ủa, sao nhanh vậy? Dạ nó nhanh thôi, không thể dễ bị phát hiện lắm. Em chỉ muốn báo cho mẹ yên tâm thôi. Hữu à, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Sao rồi anh Lâm? Đã xác định được vị trí của Quỳnh Hữu đang ở, chừng chính là căn nhà Thạch Vinh từng ở. Vậy anh và em tới đó ngay đi. Ừ, mình đi nhanh thôi. Dạ. Dạ thưa hai bác con đi. Con đi nha ba mẹ. Ừ, con đi đi. Đi anh. Ừ. Dạ. Con nè, con nhớ là phải cẩn thận nha, em con nó đang bị thương đó nha. Dạ con biết rồi. Alo. Dạ con nghe đây ba. Ba Thăng và đàn em bị khử rồi, con đến đó ngay đi. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Ba Thăng và đàn em bị khử rồi. Ba Thăng và đàn em bị khử? Ai làm chuyện này chứ? Từ mẫu giấy để lại, sát thủ chính là bóng ma. Dạ lại. Chào anh. Dạ chào các anh. Chúng tôi là phóng viên của báo Tuy Chớp. Chúng tôi đến đây để lấy thông tin về vụ ám sát này. Mong các anh cho chúng tôi vào. Xin lỗi các anh, vụ việc đang còn trong vòng điều tra, chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin được. Các anh chờ đi. Vậy mấy anh cho tôi đại diện mấy anh em ở đây. Dạ. Để chụp vài bộ ảnh và lấy thông tin, và kịp thời đưa tin cho người dân biết. Tôi hiểu công việc của các anh, nhưng đây là chỉ thị của cấp trên. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự bí mật của vụ án. Đến khi cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin. Dạ, rất mong mấy anh thông cảm. Tụi em rất là cần những tin nóng để đưa đến cho độc giả. Mong mấy anh cung cấp một vài thông tin hình ảnh gì đó để tụi em đưa đến cho độc giả. Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cần thiết mà. Các anh chị phải thông cảm và hợp tác chứ. Dạ, như vậy thì hơi khó cho tụi em quá. Như vụ án Nhật Thiên cách đây không bao lâu mà bên các anh cũng chưa cung cấp thông tin gì cho tụi em hết.
Vui làm cho em hỏi vụ án đó bây giờ ra sao ạ? Và hung thủ là ai ạ? Chúng tôi đã bắt được hung thủ. Chào anh. Vụ án Nhật Thiên, chúng tôi đã tìm ra thủ phạm. Hiện tại thì chúng tôi đang tập trung để điều tra vụ án và tìm ra kẻ đứng phía sau. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các anh chị. Các anh chị đợi nghe. Vậy anh có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về tên hung thủ và thủ đoạn của hắn không ạ? Có phải là tên bóng ma gây ra vụ án này không ạ? Có phát hiện chuyện gì khả nghi không? Dạ không, thưa đội trưởng. Chị xác định được ở đây có 3 loại đạn, có 2 súng ngắn và 1 AK. Theo như xét nghiệm hiện trường thì đây là một cuộc đấu súng, phù hợp với lời khai nhân chứng đã nghe thấy tiếng súng. Không, cụ thể thế nào thì chúng tôi sẽ thông báo cho các anh chị sau. Bây giờ chỉ cần các anh chị đưa thông tin đó lên báo là được rồi. Vậy nha. Các đồng chí, tuyệt đối không cho ai vào đây khi chưa có lệnh của tôi. Nhất là các nhà báo, không được cung cấp bất kỳ một thông tin nào. Chúng ta phải cần bịt các thông tin, chỉ cung cấp những thông tin cần thiết. Rõ chưa? Rõ, thưa thủ trưởng. Chờ chút, đây là xác của ai vậy? Dạ, đây là xác đàn em của Ba Thăng ạ. Cảm ơn, các anh có thể đi. Dạ. À, con đến rồi ạ. Dạ, cô chào ba. Thúy Hằng không đến với con sao? Dạ, cô ấy tới chỗ của bóng ma để cứu Ellie thay con. Tới nhà bóng ma, vậy là xác định chỗ ở của hắn à? Dạ, có thể gọi là vậy. Đếm từ 1 tới 3, tông cửa đạp vào. Quỳnh Hữu, chị nhắc lại lần nữa, nếu em và Thành Vinh không giao nộp Ellie cho tụi chị thì sẽ nhận trách nhiệm đó. Chị đếm đến 3, nếu không đi ra chị sẽ phá cửa vào đó. 1 2. Đứng lại. Cô bác là... Chúng tôi là công an đi tuần. Xin hỏi bác có phát hiện người nào bị thương hay là xác chết nào trôi dạt vào bờ không? Dạ, mấy ngày nay tôi đi đánh bắt vòng vòng đây đâu có gặp ai đâu. Con nghĩ sao về vụ án này? Dạ, bóng ma chắc chắn là không phải rồi. Con nghĩ là vụ này có liên quan tới Mina hoặc là Tài Lì. Mina bị bắt rồi mà, làm sao có liên quan nữa chứ? Dạ đúng vậy. Nhưng mà đàn em của David ở Việt Nam không chỉ có mình Mina. Con nói liên quan tới Mina là ở chỗ này. Có thể đàn em hoặc đồng bọn của Mina đã ra tay với Ba Thăng khi mà Mina bị bắt. Ba nghĩ Tài Lì liên quan sẽ hợp lý hơn. Tài Lì và Ba Thăng là những kẻ trong giang hồ, không loại trừ khả năng chúng thanh toán lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Dạ, cũng có thể là vậy. Vụ việc lại liên quan tới chiếc vali,
và chiếc vali cũng bị bắn nát, giống như vụ Nhật Thiên. Vậy thì vụ này con nghĩ có liên quan tới Mina. Ý con là sao? Con nghĩ chiếc vali trong hai vụ đều là vali giả, nghĩa là bọn chúng đã bị lừa. Và việc bắn nát chiếc vali đó là do bọn chúng tức giận rồi nhân cơ hội đổ lỗi cho bóng ma. Nghĩa là trong những vụ này, bọn sát thủ đã bị bất ngờ và phản ứng như vậy. Và con cũng nghĩ không thể liên quan đến tài lì được. Vì nếu lấy được chiếc vali đó thì bọn đàn em sẽ đem về cho tài lì. Không thể nào tài lì cung cấp mật mã cho bọn chúng để bọn chúng mở vali. Con nói có lý lắm. Tài lì chắc chắn không dạy gì làm vậy. Vậy thì có nghĩa là những chiếc vali kia đã bị mở trước khi bị bắn nát. Và kẻ mở được chiếc vali đó chỉ có thể là David và đàn em thân cận của ông ta, như Mina chẳng hạn. Đó, tôi đã nói với cô rồi là không có cái gì ở trong đâu. Lần trước ở trên chiếc ghe của tôi á, cô khám xong cũng đâu có thấy cái gì đâu. Rồi bây giờ tới khám nhà tôi nữa, không lẽ cô coi tôi như là tội phạm hay can phạm gì hay sao? Xin lỗi bác, đây chỉ là do công việc thôi à. Tụi con kiểm tra xung quanh xong, nếu không có gì, tụi con đi luôn, không ảnh hưởng gì tới bác đâu. Làm sao mà không ảnh hưởng được cô? Tôi hỏi cô, cách nay mấy ngày cũng có mấy chú công an tới đây khám nhà mà có thấy gì đâu. Rồi ở trên ghe tôi cô khám cũng đâu có thấy gì đâu. Rồi tới bữa nay đi khám nhà tôi nữa. Đó, làm vậy rồi bà con lối xóm người ta nhìn, người ta nghĩ tôi chắc là can phạm hay là chứa chấp tội phạm gì hay sao á. Dạ bác thông cảm, đây là công việc, sẽ không có ai nghi ngờ bác đâu. Tụi con đã kiểm tra và xung quanh nhà bác không có gì khả nghi. Tụi con xin lỗi đã làm phiền bác. Chờ bác con về. Dạ cảm ơn cô. Alo, em nghe nè. Ba thằng và đàn em vừa bị khử. Cái gì? Ba thằng và đàn em bị khử hả? Ai ra tay mà ác quá vậy? Chưa khẳng định được, nhưng có thể liên quan tới Tài Lì và David ở bên Mỹ. Em chưa nghe chuyện đó hay sao mà có dễ ngạc nhiên vậy? Dạ đâu có nghe đâu. Em ở trong nhà lão Tài suốt, đâu có ra ngoài đâu. Mà anh nói là có liên quan tới Tài Lì hả? Ừ, có thể Tài Lì có liên quan. Dạ, liên quan thì chắc đúng, nhưng mà em nghĩ không phải lão ta cho người làm chuyện đó đâu. Lần trước em đã nói với anh là David nói để lão ta xử vụ này mà. Ừ, anh cũng đang nghiêng về giả thuyết David đã ra tay trong vụ này, nhưng Tài Lì vẫn không loại trừ có khả năng nhúng tay vào hay không. Em phải quan sát thái độ của lão ta hơn thế nữa nghe. Dạ em hiểu rồi. Em cứ tưởng là David thương lượng với ba thằng, không ngờ ông ta lại ra tay giả mang như vậy. Tạm thời vẫn chưa kết luận David đã ra tay. Hiện trường để lại tờ giấy rằng chính bóng ma đã ra tay. Bóng ma? Không phải là hắn đang bị truy bắt sao? Làm sao hắn có thể làm việc đó trong thời điểm này được? Thì đó cũng chỉ là nghi vấn thôi. Anh tin kẻ đứng sau vụ này chính là David bên Mỹ. Em cũng nghĩ vậy. Nếu vậy thì anh nên nghe lén cuộc điện thoại giữa Tài Lì và lão Trùm bên Mỹ. Em đã tìm được số điện thoại mà Tài Lì dùng để gọi qua bển rồi. Vậy à? Vậy thì cho anh đi. Lát nhắn tin qua cho anh cũng được. Ok, anh cũng đang có một kế hoạch đây, nhưng để xem đã. Chào em, chúc may mắn. Dạ chào anh.
ngồi xuống đó đi. Cô khỏe chứ? Cô đã bị bắt vào đây rồi thì đừng cố chấp nữa. Cô hãy khai ra toàn bộ đi. Tại sao cô giết Nhật Thiên? Tôi không biết Nhật Thiên là ai cả. Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng cô với anh ta thân với nhau lắm chứ. Không phải là hai người và Ellie là tay chân của David sao? Ellie đã khai hết với chúng tôi rồi. Và chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để kết luận chính cô đã giết Nhật Thiên. Cô nên khai hết đi. Cô sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Có phải là cô sợ khai ra hết rồi David sẽ cho người khử cô? Tôi không sợ gì hết cả. Không ai có thể uy hiếp được tôi đâu. Cô nên thú thật với bản thân mình thì tốt hơn. Đối diện với cái chết thì ai mà không sợ. Nếu vậy thì sao? Thì cô nên khai rõ ràng ra. Và chúng tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Và không ai có thể gây hại cho cô cả. Đó là điều tôi chắc chắn. Rồi sau đó tôi vẫn phải dựa cột đúng không? Nghĩa là tôi chỉ kéo dài thêm được thời gian sống thôi. Vậy thì cũng như nhau. Không hẳn. Nếu như cô chịu hợp tác, đó sẽ là những tình tiết giảm nhẹ cho cô. Tôi tin là cô sẽ được khoan hồng. Ông tin, nhưng tôi thì không. Nếu như cô không chịu hợp tác với chúng tôi thì số phận của cô cũng giống như Nhật Thiên thôi. David đã qua Việt Nam và đã bắt đầu hành động. Ông đang nói dối tôi đó hả? Dối hay không thì rồi cô cũng sẽ biết. Ba Thăng, một ông trùm ở Việt Nam vừa bị giết, và kẻ bị tình nghi chính là David. Vì vậy cô phải hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Chuyển cô ta vào phòng giam. Rõ. Sao rồi, đúng vậy không? Dạ đúng như vậy. Tụi Ba Thăng và Tuấn Chó đều bị khử hết rồi. Nhà của Ba Thăng hiện nay đang bị bao vây hết đúng không? Dạ. Em cũng không dám tới gần nữa. Toàn là hỏi mấy người xung quanh thôi. Nhưng có lẽ là công an đã giữ kín chuyện này nên em chưa thấy nói gì hết. Thôi được rồi, tụi bay đừng làm gì ồn ào. Nếu không bị tình nghi dính líu tới tụi Ba Thăng đó. Dạ. 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 Thank you.
Alo, tôi nghe đây. Ông anh thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe. Còn ông thì sao? Tôi vẫn vậy. Chắc ông anh biết tôi gọi về chuyện gì rồi chứ? Chắc chắn rồi, vụ thằng Ba Thăng chứ gì. Đúng, ông anh quả là thông minh. Hắn chết là đúng. Hắn cả gan dám vuốt râu hùm mà. Đó là cái giá nó phải trả. Chắc ông không biết, chiếc vali đó là đồ giả. Thằng Ba Thăng chết vì cái tội ngu ngốc của nó. Vậy là thằng Ba Thăng lại bày thêm trò. Thằng này không khử sớm thì không yên với nó. Chắc chắn là vậy rồi. Không riêng nó, mà kể cả kẻ phản bội cũng vậy. Kẻ phản bội? Ý ông anh là... Không, chẳng có ai cả. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Những kẻ phản bội tôi đều sẽ chết, bất kể nó là ai. Chắc chắn là vậy rồi. Hãy xử những kẻ phản bội. À, ông anh đang ở Việt Nam thì hôm nào qua tôi cùng uống vài ly và bàn kế hoạch tiếp theo. Cứ những kẻ dám chống lại chúng ta, như là thằng bóng ma đó. Xin lỗi ông, hiện giờ tôi vẫn đang ở Mỹ. Khi nào qua Việt Nam tôi sẽ tới thăm ông ngay. Vậy hả? Tôi đâu có biết. Tôi tưởng là Ba Thăng do ông khử, nên tôi nghĩ là ông đang ở Việt Nam. Chuyện đó là do đám đàn em tôi nó làm. Tôi bận nhiều việc ở bên đây, đâu thể về Việt Nam lúc này được. Đúng rồi, bận như ông anh thì có thời gian đâu mà làm những chuyện khác. May mà ông có đàn em. Thôi, chào ông anh. Chào ông. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho ông anh biết sau. Cảm ơn đồng chí. Dạ, không có gì. Chào đồng chí. Dạ, chào. Dạ, chào. Chào. Cuộc gọi của Lão Trùm xuất phát từ Việt Nam, mà hắn nói với tên tài lì là hắn đang bên Mỹ. Vậy là hắn chưa muốn cho tài lì biết hắn đang ở Việt Nam. Dạ, chắc hắn chưa tin tài lì, hoặc hắn cũng đang có một việc nào đó muốn bí mật làm ở Việt Nam mà không muốn cho ai biết. Đúng rồi, chỉ có thể làm chuyện đó. Con nghĩ là mình phải đẩy nhanh kế hoạch của con thôi bà. Bà đồng ý, nhưng bên cạnh đó phải tăng cường bảo vệ Ellie và bóng ma. Nhưng chưa biết David sẽ làm việc gì trước tiên. Cô thấy cháo thế nào, ngon không? Thú thật là lần đầu tiên tôi nấu cháo đó. Vậy là căn phòng em thấy ổn chứ? Vậy mà anh cứ lo là em sẽ không thích nghi được với căn phòng này. Không sao đâu anh, trong thời điểm này mà có căn phòng như vậy là tốt lắm rồi. Nó ở xa trung tâm một chút, nhưng mà được khá yên tĩnh và an toàn.
Là anh thuê hả? Không, Quỳnh Hữu thuê đó. Quỳnh Hữu đâu rồi? Cậu ấy ra ngoài mua ít đồ, nhân tiện nghe ngóng tình hình luôn. Anh Vinh, chúng ta làm liên lụy đến quá nhiều người rồi phải không? Mẹ con bé Hiền, Quỳnh Hữu, rồi ông bà Tám, và cả anh trai của em nữa. Thời gian này chắc đành phải vậy thôi. Cũng may là nhờ có họ mà chúng ta mới được an toàn. Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em ăn thêm chút cháo đi. Anh Vinh à, anh biết tin gì chưa? Em làm gì mà hấp tấp vậy? Sao mà không hấp tấp được? Anh đọc đi. Một tình quá sốc, nhất là thời điểm này đó anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba thằng và tụi đàn em bị khử rồi. Ba thằng? Cái tên này em nghe quen quen. Của ông là gì? Lý tưởng hả? Chà, chú hỏi làm tôi bất ngờ quá, không biết trả lời chú làm sao nữa. Lý tưởng nhất của tôi á, bây giờ là phải làm giàu. Tại sao phải làm giàu? Thì làm giàu chứ tại sao? Lại còn hỏi ngược lại tôi nữa. Nè, chú thấy có ai mà không muốn có tiền không? Ừ thì cũng đúng. Nhưng đó, vậy thì đúng rồi. Ai cũng muốn có nhiều tiền. Có tiền là có quyền, có tiếng nói, có người phục vụ, nhất là có em út bao chung quanh mình. Còn chú sao? Cũng giống ông thôi. Thấy chưa? Chú cũng ham làm giàu như tôi thôi à. Ai cũng vậy thôi hả? Không, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng làm giàu là lý tưởng cả. Và chưa bao giờ tôi nghĩ là làm giàu cho riêng mình. Lý tưởng của tôi là làm sao cho những người xung quanh của mình bất khổ. Rảnh quá. Làm giàu cho mình đã khó rồi mà còn làm thiên hạ nữa hả? Mệt lắm. Tôi biết là như vậy. Nếu mà để tôi làm giàu một mình thì không đời nào tôi làm. Càng ngày tôi thấy giữa tôi với chú gặp khác nhiều quan điểm đó. Không biết sau này rồi sẽ thế nào. Chẳng thế nào cả. Nếu như sau này tôi với ông không còn hợp tác nữa thì đường ai người nấy đi, đừng ai phạm vào ai. Nhưng quan trọng một điều là đừng để sức mạnh tình cảm anh em lại. Tôi cũng hy vọng là vậy. Thôi bây giờ mình về đi, chứ để đứng đây một hồi anh em mình về cạo gió mệt nghỉ đó. Chú nhớ là làm gì thì làm, miễn là tình cảm anh em của chúng ta đừng có sức mẻ là được rồi. Tại sao vậy ba Thanh? Nếu ông đi đúng đường thì giờ số phận của ông đâu có như vậy chứ. Ba Thanh là ông trùng trong giới giang hồ. Ông ta cũng dữ dằn lắm, ngang hàng với tài lì đó. Nhưng như vậy đâu có liên quan gì tới chúng ta. Tại sao anh Vinh lại trở nên như vậy? Đúng vậy, không liên quan chúng ta. Nhưng mà anh Vinh thì có.
anh Vinh và ba Thăng từng là chiến hữu rất thân thiết. Thôi em về nha, chị cũng nghỉ ngơi đi. Ừ. Mọi chuyện đã xong rồi anh? Xong hết rồi. Ellie sao rồi? Dạ, hình như là Ellie ngủ rồi anh. Đúng ra chúng ta không nên cho cô ta biết chuyện này, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô ta. Em quên mất, em xin lỗi anh. Em có gì đâu mà xin lỗi. Trên báo chí không có nêu tên hung thủ. Em có nghe ngóng tình hình gì không? Dạ có. Em có nghe được là ở cảnh sát Ba Thăng có một tờ giấy ghi tên hung thủ. Ai vậy?